Cô xin chào tất cả các bạn. Ở tiết toán ngày hôm trước, các con đã được luyện tập về phép chia phân số. Tiết toán ngày hôm nay, các em sẽ tiếp tục làm các bài tập luyện tập về phép chia phân số và vận dụng phép chia phân số vào giải toán. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau vào học tiết toán luyện tập. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, bạn nào hãy nêu lại cho cô cách thực hiện phép chia phân số. Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Cô nghĩ rằng quy tắc thực hiện phép chia phân số này tất cả các bạn đều đã nắm được rồi đúng không nè? Bây giờ cô và các con cùng nhau đến với bài tập số 1 nhé. Bài 1 tính 5/9 chia 4/7 bằng bao nhiêu? Các con hãy thực hiện cho cô bài tập này đi nào. Các bạn đã có kết quả của mình chưa? Bây giờ cô và các con cùng nhau sửa bài tập này nhé. Đây là phép chia hai phân số. Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân cho phân số thứ hai đảo ngược. Đảo ngược của phân số 4/7 sẽ là phân số 7/4. Lúc này đây chúng ta đã có thành phép nhân hai phân số. Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu và chúng ta ra kết quả là 35/36. Tất cả các bạn đều ra kết quả giống với cô không nè? Nếu bạn nào làm sai thì các con hãy sửa cho cô bài tập này đi nhé. Ở bài tập số 1 này, ôn lại phép chia phân số, cô nghĩ rằng tất cả các bạn đều đã làm được rồi phải không? Bây giờ cô và các con cùng nhau đến với bài tập số 2. Bài 2 tính theo mẫu 3/4 chia 2. Các con có nhận xét gì về phép chia này? Đây là phép chia phân số cho số tự nhiên. Vậy phép chia này chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Có bạn nào biết không? Cách thực hiện phép chia phân số cho số tự nhiên cũng giống như cách thực hiện phép chia số tự nhiên chia cho phân số, giống như ngày hôm qua mà các bạn đã được học. Bây giờ cô sẽ nhắc lại cho các bạn có thể nắm rõ thêm được nữa về cách thực hiện phép chia phân số chia cho số tự nhiên này nhé. Để thực hiện phép chia phân số cho số tự nhiên, đầu tiên cô sẽ đưa phép chia này về thành phép chia hai phân số. Bằng cách nào? Bằng cách cô sẽ viết số tự nhiên này dưới dạng một phân số có mẫu số là 1. 3/4 chia 2/1. Bây giờ cô đã có được phép chia 2 phân số. Vậy bước tiếp theo các bạn thực hiện được chưa nào? Muốn chia 2 phân số, cô lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Đảo ngược của phân số 2/1 sẽ là phân số 1/2. Lúc này đây cô đã có thành phép nhân 2 phân số. Cô chỉ việc lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu và cô ra kết quả 3/8. Các con hãy quan sát cho cô phép nhân ở tử số. Chúng ta thấy 3 × 1 bằng 3. Bất kỳ số nào nhân cho 1 cũng bằng chính số đó. Vậy từ cách làm này ta có thể viết gọn như sau: 3/4 chia 2 bằng 3 chia 4 nhân 2 bằng 3/8. Cả hai cách làm này, các bạn viết trình bày cách làm nào cũng được. Các bạn nắm rõ và hiểu cách làm nào thì chúng ta sẽ trình bày theo cách làm đó. Các con nhớ chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào giải bài toán tiếp theo. Bài 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60 mét.
chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó. Cô cho các bạn 30 giây để lặp lại đề bài toán này. Bạn nào hãy cho cô biết bài toán cho biết gì? Bài toán cho biết một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Bài toán yêu cầu chúng ta tìm gì? Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó. Vậy trước khi vào giải bài toán này, thì cô sẽ nhắc lại cho các bạn nhớ, muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy dài cộng rộng tất cả nhân 2. Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy dài nhân rộng. Các con đã nhớ được công thức tính chu vi và diện tích chưa nào? Vậy bây giờ để tính được diện tích, muốn tính được chu vi và diện tích của mảnh vườn này, thì đầu tiên chúng ta phải biết được những gì? Chúng ta phải biết được chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn. Chiều dài của mảnh vườn chúng ta biết chưa? Chiều dài của mảnh vườn chúng ta biết rồi, đó là chiều dài 60m. Vậy chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu chúng ta biết chưa? Chiều rộng của mảnh vườn chúng ta chưa biết. Chưa biết thì chúng ta cần làm gì? Chúng ta phải đi tìm. Vậy các bạn hãy đọc lại cái đề chúng ta thấy. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Mà chiều dài là bao nhiêu mét? Chiều dài là 60m. Vậy chiều rộng sẽ bằng 3/5 chiều dài, có nghĩa là 3/5 của 60m. Vậy muốn tính chiều rộng của mảnh vườn này ta làm như thế nào? Có bạn nào biết không? Muốn tính chiều rộng của mảnh vườn, ta sẽ lấy chiều dài là 60 nhân cho 3/5. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con cách tìm ra chiều rộng. Bây giờ các con hãy giải bài tập này cho cô đi nào. Các con đã ra kết quả của mình chưa? Bây giờ cô và các con cùng nhau sửa bài toán này nhé. Giải. Chiều rộng của mảnh vườn là 60 nhân 3/5 bằng 36m. Chu vi của mảnh vườn là mở ngoặc 60 cộng 36 đóng ngoặc nhân 2 bằng 192m. Diện tích của mảnh vườn là 60 nhân 36 bằng 2160m². Các con lưu ý và luôn luôn nhớ cho cô, đơn vị của diện tích là mét vuông nhé. Đáp số: chu vi 192m, diện tích 2160m². Bài làm của các con có ra kết quả giống với cô không nào? Nếu các con có làm sai thì các con hãy quan sát lại cách làm của cô và sửa bài nhé. Vậy ở tiết toán này cô vừa ôn lại cho các con một số bài tập về phép chia phân số và giải toán. Các con hãy vận dụng lại các kiến thức cô vừa ôn cho các con. Các con cố gắng hoàn thành cho cô bộ câu hỏi. Nếu có thắc mắc gì các con hãy phản hồi lại cho cô nhé. Cô chúc các em và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cô xin chào các bạn.